Theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Lợi dụng sự kiện ngoại giao này, một số tổ chức phản động, đài báo nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, VOA, RFI, Việt Tân phát tán nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm, chia rẽ mối quan hệ hợp tác Ngoại giao giữa hai nước. Họ cho rằng đảng và nhà nước Việt Nam dành sự tiếp đón đặc biệt với ông Tập Cận Bình nhằm xoa dịu tình hình sau khi nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thông qua chuyến thăm Trung Quốc muốn gia tăng sức ép với Việt Nam. Đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, suy diễn chủ quan, bịa đặt phi lý. Nhưng dù có tinh vi, biến ảo đến đâu đi chăng nữa những luận điệu cũng không thể xuyên tạc được sự thật, không thể đánh lừa được dư luận. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 nước. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ và tạo ra mạng lưới đối tác chiếc lược, đối tác toàn diện với 33 nước, trong đó có tất cả các nước lớn. Có quan hệ kinh tế với hơn 220 thị trường nước ngoài và là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế. Thực tế này đã thể hiện rõ chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam. Mục đích các hoạt động ngoại giao của Việt Nam không gì khác là nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và thúc đẩy mối quan hệ giữa các bên. Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam tôn trọng tất cả các nước bất kể đó là nước lớn hay nước nhỏ, nước giàu hay nước nghèo. Là một đất nước trọng nghĩa tình, giàu lòng mến khách, các đoàn đến Việt Nam đều được đón tiếp ấm áp, chân thành, nồng hậu và trọng thị. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, đặc biệt là đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm là sự nối tiếp các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tới Trung Quốc. 30 trên 10 ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúng ta chẳng lạ gì trong thực hiện diễn biến hòa bình chống phá Việt Nam, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Thực chất những luận điệu như đã nêu vẫn là mưu đồ chống phá Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam. Trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt chống phá hoạt động đối ngoại của đất nước, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần hết sức cảnh giác để không tin theo, không mắc mưu và chủ động, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác